như vậy? Ai? Ai đã làm chuyện này? Chết! Trễ giờ rồi! Trọng luôn. Anh Phong, cho em đi nhờ cái nha, em trễ giờ rồi. À, đợi tí nha, em lấy đồ cái. Ủa? Laptop của em. Anh Phong. Sao vậy em? Laptop, đồ ăn của em. Sao lại như vậy? Ai? Ai đã làm chuyện này? Sao rồi? Không sao, chỉ là em không được chọn vô công ty em thích thôi. Vậy thôi, có gì đâu lo. Vợ anh vừa xinh đẹp, giỏi giang, thiếu gì công ty đang tuyển. Lo gì mà không có chỗ, đúng không? Em thấy gì không? Không. Em cầm đầu đó đi. Nhưng mà em có thấy gì đâu. Thì em cứ cầm đi. Nhảy lên. Rồi. Bây giờ anh kêu em kéo là em kéo nha. Anh có ổn không? Bữa giờ anh nhiều việc lắm hả? Anh phải. Chính xác nữa. Bây giờ anh kêu em kéo là em kéo nha. 1 2 3. Thấy yêu nhau như những tháng ngày, hồn nhìn ta tay trong tay cùng nhau bước đi trên những con đường. Sao cứ mạnh dữ vậy? Thì tại vì anh kêu em kéo mà. Anh chỉ nói vậy thôi. Ai ngờ em lợi dụng anh. Khổ quá à. Miễn em cười là được. Thôi đừng có buồn nữa nha. Cái nữa không?